Xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay bên Compro Audio lại tiếp tục xả hàng thanh nhí đến cho bác một mẫu vang TD Acoustic phiên bản Q800 Plus các bác nhé. Q800 Plus. Hiện tại mẫu vang này em đang để cho bác với mức giá là 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng các bác nhé. Q800 Plus thì phiên bản này ở trên thị trường nó bán khoảng 1.600.000 gì đấy. Em bán cho các bác 1.300.000 đồng. Bao ship luôn cho các bác, được chưa? Giá này bao ship luôn. Quá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, mới tinh đập hộp. Hiện tại bên em còn rất là nhiều thì các bác mua hàng cứ liên hệ qua số 0708761888 các bác nhá. Và phiên bản X11 này thanh lý cho các bác là 1.600.000 đồng. Phiên bản X11, còn phiên bản Q800 Plus thì là 1.300.000 đồng. Con này có 8 chế độ hát. 8 chế độ hát này. Hiệu ứng reverb các thứ đầy đủ hết nhá. Các bác hát chế độ 6 hoặc chế độ 8 thì là hát chuyên dụng, còn các cái chế độ kia thì là nó ở phòng room, hội họp các thứ, cái đấy thì là nó em không nói nha các bác, chủ yếu hát ở chế độ 5, 6 hoặc chế độ 8 các bác nhá. Thì là chế độ chuyên cho hát karaoke. 1.300.000 đồng bao ship. Ok chưa? Rất là ok luôn nhá các bác nhá. Vâng, và em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video clip lần sau. Người đang yêu kể.